Chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Trang Thu Thủy. Hôm nay xin trả lời tư vấn cho một bạn. Bạn có hỏi là bò bán bị da sót nhau mà do bạn ấy dùng tay, bạn ấy bóc mà mình cũng không biết bạn hỏi thì do là không rõ câu trả lời, không rõ câu hỏi của bạn hỏi trên bạn chỉ nói là do bị sót nhau và bạn đã tiêm thuốc 2 ngày mà nó chưa ra nhau thì bạn đang hoang mang thì do đi công tác mấy ngày vừa rồi nên hôm nay về mới trả lời cho bạn được cái comment của bạn như vậy. Thì xin trả lời bạn là đầu tiên thì bản thân vì bạn hỏi mình cũng không biết là trước khi bạn bò của bạn đây mà bạn đã bóc nhau thì bạn bóc theo phương pháp như thế nào mà làm thế nào để cho bị xoắn nhau, thì mình có chia sẻ cho bạn một cái video trước là khi mà bị xoắn nhau thì bạn lên là phải tiêm thuốc oxy hoặc là cholesterol để cho nó tăng cái nhu động và bóc cái màng ra thì nó sẽ ra được, và bạn buộc cái hòn gạch hoặc là cái khúc gỗ vào với nhau chứ không, bạn không có kỹ thuật thì bạn không thể nào thò và bạn bóc được. Vâng, bạn không biết cách thì chúng ta có khi làm tổn thương cái tử cung của con bò rất là nguy hiểm. Và bạn đã làm như nào thì mình không biết, nhưng mà vì bạn đã làm cho sát nhau và bạn tiêm thuốc thì bản thân bạn tiêm thuốc thì mình cũng không biết là bạn tiêm cái thuốc gì để mà tư vấn cho nó rõ ràng cho bạn được. Đấy. Chính vì vậy mà hôm nay mình chỉ có một cái là đề nghị là bạn lên gọi bác sĩ thú y ở khu vực đến để kiểm tra cho con bò của bạn. Đấy, có khả năng hôm nay cũng là hơi muộn do cái làm video để trả lời bạn nó hơi chậm. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu mà bạn đã tiêm thì bạn nên tiêm một cái loại thuốc nữa, đó là cholesterol. Đấy, cái hàm lượng của nó là 1 cc trên 10 kg thể trọng. Bạn tiêm vào sau 2 đến 3 ngày mà bạn theo dõi, bạn tiêm vào 1 ngày, sau 1 ngày bạn theo dõi xem mà nó có ra máu không. Nếu ra máu có nghĩa là cái màng nhau thai nó sẽ bong tróc ra và nó có bị tổn thương hay không thì bạn phải kiểm tra xem nữa. Nếu mà nó có mùi thì chúng ta cần phải tiêm thêm mà kháng sinh, thì cụ thể là một số loại kháng sinh ví dụ như là tulavicin bạn có thể mua trên thị trường và tiêm, hoặc cái đường link mô tả phía dưới của cái video này thì bạn được cái giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn hơn. Đấy, đây là cái thứ nhất. Ngoài ra thì bạn nên bổ sung thuốc sức đề kháng cho con bò của bạn. Đấy. Thì vì bạn là mình trả lời bạn hơi muộn nên là hy vọng là con bệnh của bạn đã khỏi và hoàn toàn không cần dùng đến cái kiến thức mà của cái video này chia sẻ cho bạn nữa. Ừ. Tuy nhiên nếu như bạn nào gặp những cái trường hợp như vậy thì đầu tiên là các bạn lên khi bò của bạn ra, các bạn không thể tự ý bóc cái nhau thai của nó ra được. Do một là chúng ta muốn bóc được cái nhau thai thì bạn phải biết là có cái chuyên môn về bác sĩ thú y đi học cũng 3 đến 4 năm, hoặc là trung cấp thú y cũng bây giờ hiện nay là 3 năm thì bạn mới có những cái thao tác kỹ thuật thì các bạn làm được. Còn tuyệt đối là chúng ta không thò tay vào để chúng ta giật nhau như vậy thì đứt và nó sót nhau rất là nguy hiểm cho con bò của các bạn. Cái thứ hai là các bạn lên để tiêm thuốc thì các bạn khi mà hỏi thì các bạn phải ghi rõ ràng là các bạn tiêm đã tiêm thuốc gì và liều lượng ra làm sao thì mới biết để mà tư vấn cho các bạn được. Ví dụ như hôm trước mà các bạn đã tiêm cholesterol rồi mà hôm nay lại chia sẻ tiếp cho các bạn tiêm nữa vào như vậy mà nó vẫn không hiệu quả. Vâng, các bạn tiêm hôm trước giờ mà hôm nay các bạn tiêm vào thì nó sẽ không có hiệu quả nữa. Chính vì vậy mà bạn lên theo dõi và bạn xem là bạn tiêm cái thuốc gì thì nó sẽ hiệu quả cao hơn. Đấy, theo bản thân mình kinh nghiệm thì khi mà bị các bạn nên tiêm cholesterol vào để cho làm sao cái thuốc đấy nó cũng kích thích là bong tróc nhau thai ra. Đấy, và cái thuốc này tuyệt đối không nên tiêm cho những con vật mà đang mang thai nhé, bởi vì khi tiêm vào thì nó sẽ làm nó bóc cái màng nhau, gây ra hiện tượng sảy thai. Đấy, cho nên các bạn lưu ý cái thuốc này. Đấy, khi mà các bạn tiêm cái thuốc này vào trong khoảng 2 ngày các bạn theo dõi xem nó có ra được hết nhau nữa không, và khi ra thì trong cái đường nhau nó có mùi gì không. Nếu mà có mùi thối hay mà có màu mù lẫn mủ ra là các bạn biết là đã bị viêm nhiễm cái hệ tử cung, thì chúng ta cần tiêm kháng sinh liều cao vào để giúp cho nó hồi phục nhanh. Thì hồi kháng sinh liều cao hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại, tuy nhiên thì tôi khuyên bạn nên dùng cái Tulavichi nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Cái thứ hai nữa là các bạn phải bổ sung các cái vitamin chất điện giải để tăng cường sức đề kháng giúp con bò của các bạn khỏe mạnh nhanh hồi phục. Và trên đây là tất cả những gì mà tư vấn cho bạn, tuy nhiên nó hơi muộn và mong bạn thông cảm, và sẽ hứa với tất cả các anh chị và các bạn lần sau khi có comment sẽ trả lời các anh chị một cách là sớm nhất để khắc phục được những cái hậu quả rất đáng tiếc cho các anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip sau.